Tòa Giám mục Sài Gòn chưa hiến một cơ sở nào cho nhà nước theo nghĩa nhượng quyền sở hữu. Đây là nội dung khẳng định quan điểm của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, được ghi nhận tại biên bản phiên họp Hội đồng Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn ngày 26 tháng 6 năm 2001. Sau năm 1975, các trường học công giáo thuộc giáo phận Sài Gòn buộc phải giao cho nhà cầm quyền quản lý. Tại thông cáo chung của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo về việc công lập hóa các tư thục công giáo, được ký kết giữa Linh mục Nguyễn Thới Hòa, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo, và ông Lương Lê Đồng, Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cam kết. Chiếu văn thư số 576 trên VB75 ngày 7 tháng 10 năm 1975 của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình với ông Chủ tịch Chánh phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam về việc công lập hóa tư thục. Thứ nhất, Giáo phận Sài Gòn đồng ý trao cho nhà nước quyền sử dụng các trường sở thuộc giáo phận kể từ niên khóa 1975 đến 1976 này để phục vụ cho mục tiêu giáo dục. Thứ hai, quyền sở hữu các trường nói trên vẫn thuộc về giáo hội công giáo. Trong trường hợp muốn dành cơ sở phục vụ cho một mục tiêu khác ngoài mục tiêu giáo dục, cần phải có sự thỏa thuận của đôi bên. Trong cuộc họp Hội đồng Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào ngày 26 tháng 6 năm 2001, có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục, 23 linh mục, gồm 2 đại diện giám mục về linh mục và tu sĩ, đại diện 15 giáo hạt, văn phòng tòa giám mục và các ban mục vụ như gia đình, giới trẻ, thiếu nhi, giáo lý và truyền giáo, khẳng định rõ lập trường về cơ sở vật chất của giáo phận như sau. Trong cuộc gặp gỡ Đức Tổng Giám mục ngày 6 tháng 6 tại tòa giám mục, các cấp lãnh đạo thành phố cho biết, đối với các cơ sở tôn giáo đã cho nhà nước mượn, thành phố sẽ lên lịch và trả dần. Quan điểm của tòa giám mục là, tòa giám mục chưa hiến một cơ sở nào cho nhà nước theo nghĩa nhượng quyền sở hữu, mà chỉ nhượng quyền sử dụng với một vài điều kiện kèm theo, như Đức Cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình đã làm trước đây khi giao các trường công giáo cho nhà nước. Kinh nghiệm này cho thấy nội dung của các văn bản ký kết rất quan trọng. Chúng có thể để lại những hậu quả lâu dài và không lường trước được. Do đó, cần có sự khôn ngoan và cẩn trọng trong khi ký kết một điều gì. Tòa giám mục mới là chủ quản thực sự của các cơ sở tôn giáo. Do đó, các linh mục hay người quản lý không đủ tư cách pháp lý để giao hiến các tài sản trên. Hơn nữa, để được gọi là hiến, thì người hiến phải có tự do, chứ không bị ép buộc hay áp lực. Tòa giám mục xin quý cha, nơi nào chưa lập bản kê khai nhà đất thuộc giáo xứ, tiếp tục thực hiện và gửi về tòa giám mục với đầy đủ những chứng từ liên hệ có được. Đồng thời, báo cáo tình hình nhà đất thuộc quyền quản lý của mình của tòa giám mục, để có thể đưa ra một hướng giải quyết chung trong vấn đề này. Xin quý cha trong hạt bàn thảo với nhau và cho tòa giám mục biết ý kiến về những phương thức đã và đang được áp dụng trong các giáo xứ liên quan đến việc bảo quản nhà đất. Trước đó, các cha cũng nên tham khảo ý kiến của giáo dân qua Hội đồng Mục vụ giáo xứ, vì giáo dân quan tâm nhiều đến vấn đề này, bởi nó có liên quan đến quyền lợi của con cháu họ sau này. Họ thường nghĩ đến chuyện lâu dài, chứ không nhìn thấy những quyền lợi trước mắt. Tòa giám mục đứng ra trực tiếp giải quyết những vấn đề chung của giáo phận tương tự như trường hợp tiểu chủng viện. Còn những trường hợp tại giáo xứ, tòa giám mục ủy nhiệm cho quý cha giải quyết theo hướng chung của giáo phận. Lập trường trên được Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn công bố rộng rãi cho bà con giáo dân tại các giáo xứ trong giáo phận Sài Gòn. Thông cáo do Linh mục Gioan Battista Huỳnh Công Minh, Tổng đại diện giáo phận, ký vào ngày 31 tháng 8 năm 2001 với nội dung: A.
về quyền sở hữu đối với các cơ sở tư thục của giáo hội đã trao cho nhà nước sử dụng. Căn cứ văn thư số 576/VB75 của Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ký ngày 7 tháng 10 năm 1975. Căn cứ bản thông cáo chung ngày 15 tháng 10 năm 1975 được ký giữa ông Lương Lê Đồng, Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Linh mục Nguyễn Thới Hòa, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo. Bằng vào hai văn bản trên mà các trường tư thục Công giáo đã được đặt dưới sự sử dụng của nhà nước. Và cho đến nay, không có văn bản pháp lý nào thay đổi bất cứ điều nào trong hai văn bản này. Như vậy, quyền sở hữu đối với các cơ sở tư thục Công giáo mà giáo phận đã trao cho nhà nước sử dụng vẫn thuộc Giáo hội Công giáo, Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Những văn bản đơn phương do các cá nhân hiến cơ sở tư thục Công giáo đều trái với quy định của hai văn bản này và không có giá trị. Vì cá nhân không có quyền sở hữu các cơ sở tư thục Công giáo, nên không thể hiến cho ai một cách hợp pháp. Dựa trên quan điểm của Tòa Tổng Giám mục và hồ sơ tài liệu đang có, Giáo xứ Thiện Nghè khẳng định vẫn là chủ sở hữu trường Phước An, Phù Đổng hiện nay. Tại các biên bản bàn giao trường Phước An đều căn cứ các văn thư của Tòa Tổng Giám mục và thông cáo chung. Theo đó, khẳng định quyền sở hữu trường Phước An chỉ bàn giao cho nhà nước sử dụng và mục tiêu giáo dục. Quyền sở hữu tài sản trường Phước An vẫn thuộc Giáo xứ Thiện Nghè. Vào ngày 13 tháng 8 năm 1996, theo bằng khoán sử dụng đất của nhà thờ Thiện Nghè từ trước năm 1975 và theo tờ kê khai sử dụng tài sản cho giáo phận liên quan đến đất nhà thờ, nhà xứ trong cả các khu vực trường Phước An, Phù Đổng do Đức Giám mục Phụ tá Louis Phạm Văn Nẫm, Tòa Giám mục Giáo phận Sài Gòn ký xác nhận Giáo xứ Thiện Nghè vẫn là chủ sở hữu hai khu nhà đất của trường Phước An, trường tiểu học Phù Đổng hiện nay. Chính vì lẽ đó, các linh mục quản xứ và phụ trách Giáo xứ Thiện Nghè khẳng định sẽ luôn giữ đúng lập trường của Tòa Giám mục là bảo vệ tài sản của giáo hội và giáo xứ cho đến cùng. Ông Phaolô Ngô Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thiện Nghè khẳng định. Ngay từ năm 1975, đó, quan điểm của Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình rất rõ ràng. Ngài nói lên cái quan điểm rõ ràng lắm và những cái văn bản rất là rõ ràng để hướng dẫn các giáo xứ khi mà cha Phaolô Nguyễn Công Danh khai tờ sử dụng đất trường của nhà thờ của nhà xứ đó, thì cha Danh khai rất rõ ràng và trong đó cha Phaolô Nguyễn Công Danh ghi rõ là cho vẫn cho mượn hai dãy trường và vẫn là đất vẫn là thuồng trường và đất vẫn là thuộc quyền sở hữu của giáo phận của giáo xứ. Và cái tờ giấy này cũng đã được đức cha Aloisio Phạm Văn Nẫm ký xác nhận, cho nên chúng ta thấy là giấy rất là rõ ràng. Và khi mà đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, chúng tôi cũng lên gặp ngài để trao đổi vấn đề đất đai, thì đức cha giám quản cũng xác định là vẫn đi chủ trương của Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình không gì thay đổi. Và đức cha giám quản có nói rằng là chút đức cha sẽ đưa ra ban tư vấn về cái vấn đề đất đai ở Thiện Nghè, nhưng mà không thấy là sau đó không thấy ban tư vấn nói gì. Sau đó thì đức cha Giuse Nguyễn Năng về Sài Gòn với vai trò tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, thì chúng tôi cũng được hân hạnh là được ngài tiếp, và giáo xứ cũng đã nói lên cái sự giáo xứ bị mất cái phần đất như vậy, và đức tổng cũng hướng dẫn chúng tôi là tiếp tục đối thoại trong ôn hòa và tiếp tục làm đơn, thì để mà rõ ràng hơn á, thì bên ban thường vụ cũng xin phép cha sở để lên gặp Đức Tổng, để muốn gặp trực tiếp Đức Tổng để trình bày rõ về cái vấn đề là đất sân nhà thờ bị mất bất hợp pháp và nó có nguy cơ sau này bị chiếm đoạt hoặc là bán đi đó để mà xây dựng bất hợp pháp. Thì tôi nghĩ rằng là cộng đoàn giáo xứ nghĩ rằng là xây trên sân nhà thờ mà họ xây một cái khách sạn gì đó trên sân nhà thờ, thì chúng ta nghĩ rằng là không còn gì là giáo xứ, một cái giáo xứ mà nó có một cái truyền thống kỳ cụ là lịch sử lâu năm ở Sài Gòn như vậy mà ngày hôm nay đã bị mất mát rất nhiều. Cho nên chúng tôi ước ao là được gặp Đức Tổng cho một chú xe để trình bày kỹ cho Đức Tổng biết, để là Đức Tổng cũng có những cái ký xác nhận là vẫn tiếp tục của đường hướng của Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, cũng như là xác nhận là tài sản vẫn là của giáo hội của giáo xứ.